kẹo bông gòn của con đây này bé John. Kẹo của con này, bé John. Hey, này, nhìn kìa, đó là một đoàn tàu nhỏ. Kẹo của con. Đu quay ngựa này con yêu. Trò chơi yêu thích của mình. Đi đến công viên nhiều trò chơi, thật là vui, thật là thích. Ba muốn đua xe cùng con yêu, chúng ta sẽ rất vui này. Ta hãy mau mau cùng nhau đua, thật là vui, thật là thích. Tăng tốc ngay rung 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 rung, chơi với nhau rất tuyệt. Được rồi con yêu, chọn một quả bóng đi nào. Chúng ta đã chơi rất vui vẻ, phải không các con? Yeah! Đội cứu hộ, chúng tôi cần bạn. Cùng nhau làm việc thôi. Bọn mình đội cứu hộ này. Bạn gặp chuyện, tôi sẽ đến ngay. Đừng lo nha, vì có chúng tôi, bao hiểm nguy cũng chẳng sợ đâu. Làm việc với nhau, cùng chơi với nhau. Sẵn sàng, sẵn sàng. Đi thôi. Cháy, cháy. Bọn mình đội cứu hộ này. Nào ta cùng lên đường. Lính cứu hỏa bọn mình đây. Giờ ta cùng chữa cháy. Chúng ta cần dập lửa ngay. Mình dùng vòi phun nước. Tôi sẽ đến ngay, đừng lo nha.
trường hợp khẩn cấp. Tôi lính cứu hỏa sẵn sàng. Cảnh sát sẵn sàng. Bác sĩ sẵn sàng. Đội cứu hộ lên đường. Cùng nhau làm việc thôi. Bọn mình đội cứu hộ này. Bạn gặp chuyện tôi sẽ đến ngay. Đừng lo nha, vì có chúng tôi bao hiểm nguy cũng chẳng sợ đâu. Làm việc với nhau, cùng chơi với nhau. Sẵn sàng sẵn sàng đi thôi. Bọn mình đội cứu hộ này, nào ta cùng lên đường. Ôi không, nhìn kìa con yêu, ô tô của ba bị thủng lốp rồi. Ba à, để con giúp ạ, à, cùng sửa xe thôi nào. Ba à, để con giúp ạ, à, mình sửa xe cùng với ba. Xong đâu con yêu, hãy làm sạch bên trong xe nào. Ba à, để con giúp nào, con cũng muốn làm. Ba à, để con giúp nào, vì con đã lớn hơn rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Ba ơi hãy xem này. Ba là một người anh hùng, con muốn giống như ba này. Phew.
hai ba con đã làm việc rất chăm chỉ, trông như chiếc xe mới vậy. Mẹ sẽ có thưởng cho hai người. Một cái cho con, một cái cho anh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn em yêu. Loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Mẹ ơi, màu xanh lá thật thích màu xanh lá. Nào con hãy tìm màu xanh lá. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu xanh dương. Thật thích màu xanh dương. Nào con hãy tìm màu xanh dương. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả việt quất màu xanh dương. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào con xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Con hãy mau chọn màu nước ép nào. Đỏ tươi, màu con thích. Đỏ tươi, màu con thích. Đỏ tươi, con tìm đi nhé. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả dâu tây, màu đỏ. Đây màu ba thích, màu vàng đây màu ba thích. Vàng tươi ba tìm đi nhé, nước ép sẵn sàng ngay. Quả chuối này màu vàng. Nước ép trái cây thơm ngon rất tuyệt. Nhiều loại hương vị nước ép thật ngon, chọn màu sắc nào mẹ ơi xem này. Màu đỏ, màu vàng, xanh lá xanh dương. Mẹ ơi hãy mau chọn màu nước ép nào. Màu cam mẹ rất thích. Màu cam mẹ rất thích. Mẹ ơi hãy tìm màu cam nhé. Nước ép sẵn sàng ngay. Quả cam này màu da cam.